Nó gà ngon quá mọi người ơi. Đấy. Gà này ăn ngon lắm nha. Gà trống đó. Đấy, mọi người ơi, gà bắt rồi nha mọi người. Đấy. Để làm thịt đây. Kho ăn nhá mọi người. Thịt này kho ăn nè. Rồi, gà làm đông nhá mọi người. Đây mọi người, mình đã làm gần xong rồi mọi người. Đấy, con làm đây. Đấy, con gà này rất ngon mọi người. Gà này mình nuôi hơn 6 tháng rồi. Gà trống đấy mọi người. Trông rất ngon. Mình thả mình cho ăn rau nhá. Lúa này, bắp này. Gà trọi dai nhá. Đá. Đây con Ken của mình đây, Ken của mình đây, nó thấy gà nó thích lắm. Mấy ngày nay nó buồn, nó kiếm chết rồi, nó buồn quá. Mình nói gì nó cũng không nói năng gì cả. Đấy, này nó mới vui lắm. Đấy. Nó thấy gà nó vui lắm mọi người. Ken. Thôi nhá, mọi người ơi, con gà mình đã làm xong sạch sẽ rồi đây. Gà mình ông chặt ra để tí nữa. Mình kho gừng ăn nhá mọi người. Đấy. Mình làm trắng gà luôn mọi người, sạch sẽ luôn. Rồi, chào mọi người nhá, gà mình chặt gà mọi người. Chặt gà nhá mọi người. Mùa dịch bệnh chả làm gì ở nhà nữa. Không gì ăn, gà ăn thôi mọi người. Mình mới làm YouTube nên không có dụng cụ để quay nên cầm tay không à. Không quay được cái cảnh thật gà. Gà nó 7 giờ sáng rồi đấy, 7-8 giờ sáng rồi đấy. Những con gà này bắt một lúc từ tối qua mới bắt được đấy. Nay mình nạp được YouTube được 200 người đăng ký rồi đấy. Nay mình mổ gà ăn mừng này mọi người. Đấy. Làm cả hơn 2 tháng này rồi mới được có 200 người đấy. Nghĩ ăn bao nhiêu con gà thì mới được 1.000 người. Chắc ăn 1.000 con gà. Được gà ngon cho mọi người này. Ngon đấy. Không có quay được mình chặt ra đây đâu. Đấy. Nay mình làm được 200 sấp người đăng ký rồi đấy. Mình mổ con gà hơn 2 ký ăn liên hoan đấy. Mình muốn kho gừng luôn. Mình làm YouTube chủ yếu là giao lưu với mọi người cho vui vẻ thôi, chứ
biết bao giờ mà được kiếm tiền. Người ta làm 1.000 người đăng ký họ mới liên hoan, mình được có 200 người vẫn liên hoan mọi người. Người dịch bệnh có đi đâu không ạ? À? Mình ở nhà không có việc gì làm nên con gà nuôi thì thịt ăn mình luôn. Hai con người đăng ký. Mấy ngày nay nghỉ ở nhà nên tích cực là 200 người đăng ký mọi người. Đây này mọi người, ngon không mọi người? Đấy. Đấy. Đây mọi người, gà mình đã chặt ra rồi mọi người, trông rất ngon mọi người. Đấy, một con to này. Đấy. Đây, mình được 200 sấp luôn. 200 người đăng ký đấy. Đấy mình làm hai con gà, con gà hơn 2 kg thì liên hoan luôn. Đấy. Bệnh ở nhà chả làm gì thôi. Mà liên hoan ủng hộ tinh thần này. Đấy. Đấy, gà rất ngon mọi người. Thịt đỏ lắm mọi người, đấy, gà nhà mình nuôi đấy mọi người. Mình gà trọi, gà đá, gà bắc gọi là đá. Ngon lắm mọi người. Chút nữa mình làm món kho gừng mọi người. Giờ mình đã làm xong rồi mọi người ơi, giờ chuẩn bị kho gừng nhá mọi người. Đây, đây mở đóng rồi. Đây mình dùng mỡ heo mình làm nhá, ở quê mình dùng mỡ heo thôi, mỡ heo khi thơm khi gừng thì hành thơm lên. Bộ lòng của nó này, mọi người đó. Đây là huyết của nó này. Mỡ heo cũng gừng cũng hành thơm thơm lắm mọi người đó, có gà rất là ngon rồi. Ra cho gà vào nhé mọi người,
xanh mọi người nhá, đã xanh luôn. Thơm lắm mọi người, đủ tới 15 phút mới ăn được. Đây, cái lồi gà kho gừng của mình gần xong rồi mọi người ơi. Đấy. Bây giờ mình cho ít lá chanh vào nhá. Nó thơm. Mình cho lá chanh vào nó thơm. Rất ngon mọi người. Hôm nay mình làm món gà kho lá chanh lá gừng để ăn mừng. Hôm nay mình đạt được 200 suất, mà được mấy tháng mới được 200 suất mọi người, mình vui tích cực lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Để xem nó hình năm, nghe thử cái này nhá. Nó ngon mọi người, thơm lắm. Nó có vị ngọt thơm, dai nó chanh, thơm nó chanh, gừng rồi. Đậm đà nó lắm. Nó ăn cơm hẳn nhậu gì hết rồi.